Cùng với không khí ngày hội khai trường, sáng nay gần 10.000 học sinh và các thầy cô giáo trên địa bàn huyện Cam Lộ cũng phấn khởi hân hoan trong ngày khai giảng năm học mới. Tại trường mầm non Hoa Sen, xã Cam Thủy, đồng chí Phan Văn Phùng, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban nội chính tỉnh ủy đã đến dự lễ khai giảng năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Trong năm học mới này, huyện Cam Lộ có gần 10.000 học sinh thuộc cả cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Sau khi sáp nhập từ 34 trường, toàn huyện còn lại 24 trường. Để năm học mới đạt được kết quả cao, ngành giáo dục đào tạo huyện Cam Lộ đã có nhiều giải pháp đầu tư cơ sở vật chất. Mỗi trường học cũng như giáo viên đã xây dựng kế hoạch và có các phương pháp giảng dạy với mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, nâng cao chất lượng thực hiện các cuộc vận động cả về diện rộng lẫn chiều sâu, tăng cường và đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học và giáo dục, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn và giáo dục toàn diện. Lễ khai giảng năm học mới được các trường học tổ chức gọn nhẹ, không phô trương hình thức theo đúng tinh thần chỉ đạo của ngành, nhưng vẫn đảm bảo tính trang trọng, nghiêm túc. Đối với các trường mới sáp nhập, huyện khuyến khích tổ chức lễ khai giảng tại một điểm chung. Ngoài phần lễ, các trường học còn tổ chức thêm phần hội với nhiều trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho thầy cô giáo và học sinh bước vào năm học mới. Nhiều cơ quan đoàn thể ở địa phương đã tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, con em đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời động viên chia sẻ khó khăn để các em vươn lên học tập tốt. Tại lễ khai giảng, đồng chí Phan Văn Phùng, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban nội chính tỉnh ủy đã trao quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh là một chiếc TV cho trường mầm non Hoa Sen nhằm tạo điều kiện cho trường phục vụ tốt công tác dạy và học.